Whisky 4.500 nha. Con này anh khách được một cái trúng. Để rồi khi anh khách này tự biết tại sao mà anh khách này trúng nha. Whisky 4.500 nha. Con bắt đầu luôn. Đẹp. Rồi lọt rồi đó. À chưa. Chưa vô được đâu. Phải lên vô thử. Kích bà rồi nha. À, to quá. Xe này to quá. Anh khách này về là biết tại sao anh khách này được trúng thì tự biết nha. Anh khách này mình thật ra mình rất là ưu tiên luôn. Bên mình làm ăn uy tín. Với anh khách này anh cũng mua bán rất là nhanh chóng. Nên bên em ưu tiên, có một cái ưu tiên. Thôi được rồi, chắc em dừng video tại đây để em phụ mọi người nữa. Anh em với bác nha. Đây, cho anh khách đây. Minh Thuận nha. Đã đủ tiền nha. Đây, cảm ơn anh khách. Rồi anh tắt đi. Đây nè. Tắt máy bên hông đây nè. À rồi rồi. Rồi. Giao con 145. Hết đâu? Chạy cua cái đầu nó vô đó được không? À, không biết lọt phải không? Rồi. Chắc sẽ tháo đầu đèn ra cho khỏi bể, sợ bể nghe mấy bác nha. Đẹp chưa? Điện thoại rất đẹp nha, có đuôi 377. Có đuôi 77, 367 luôn. Rồi, giở cái nắp capo lên. Giở cái nắp capo lên. Do dùng cái cày kìa. À, còn có 5 phân nữa, không lọt đâu. Không, cái xe trước cái còn chỗ kìa. Cái xe kia còn chỗ á. Hai chiếc mà đã muốn hết cái xe rồi sao nữa.
bạn nha, làm đâu vào đó hết, được nhất nhiều bạn. Rồi, đẹp, lọt rồi, lọt luôn rồi, được luôn. Đẹp rồi đó, lọt rồi này, đủ rồi, đóng tức bằng rồi, đục đẹp quá. Tuyệt vời luôn nha. Rồi, hai em. Một con đi Ninh Thuận, một con đi Đơn Dương. Này cái gì đó đi. Này phải bỏ cầu không ta? Thì tùy anh lấy cầu theo cho yên tâm đi. Lấy thì có tỏ đồ xuống đây nè. Bắt xe đấy nhỉ. Tino nha, N239. Đang chuẩn bị giao cho khách nha. Mùa dịch bán liên tục nha mấy bác nha. Chuẩn bị chiều gửi đi mấy chiếc đi Ninh Thuận nữa. Bên em đang thử xe đâu vô đó hết để giao cho khách. Vip Pro luôn. Là 239. Rồi ra con Isuki 4.500 nha. Bây giờ bên em ghép đi 2 chiếc nên là sẽ tháo dàn cày ra luôn cho nó gọn gàng. Đây, dàn cày đây nha. Giờ tháo dàn cày ra. Lọt không? Tháo dàn cày ra không Nam? Có tháo dàn cày đâu? Phải tháo không? Bây giờ bọn em tháo dàn cày này ra để cho nó lọt vô xe nha. Chứ nhiều khi nó không lọt, chở 2 chiếc. Chở đi 2 chiếc. Rồi em có điện thoại. Về lại đi. Hello. Có nhiều lắm anh. Nhiều lắm anh. Nhiều lắm anh. Dạ nhiều lắm. Đời nào anh ý là chủ yếu là anh đang kiếm hãng nào nữa kìa. Có anh. Có. Tùy vào con anh. Con anh đang kiếm là đời mấy nghìn? 2001 thôi anh. À, 1001. Ờ, 1001 đó thì không có rồi. 1001 đợt trước có một con mà em bán đi rồi. Bán mười mấy triệu. Dạ cũng cũng bán luôn rồi, bên em xe đó là hết rồi đấy. Vô đi. Dạ dạ đúng rồi, bây giờ đang còn con Isuki 1.500 đây, anh mua được con đó đẹp đây. Thì bây giờ còn một con Yamaha được không anh? Yamaha đời F15D được không? Con đó nhỏ một cầu. Dạ. Anh đang kiếm xe một cầu. Con nó thì rẻ thôi, con nó con nó hai mấy thôi. Con nó thì rẻ. Em ở Đắk Lắk anh. Anh ở tỉnh nào? Anh mua được thì em bán thôi chứ cái gì đâu mà. Rồi ok. Đây nha. Isuki. Đưa lên luôn à. Rồi, Yamaha nha, 145 nha. Con đẹp xuất sắc trên kênh em á. Dạ, được lên được.
cho một ông khách ở Đà Lạt nha. Con này đi đơn dương Đà Lạt. Ngoài ra tiện bọn em gửi đi 2-3 chiếc luôn, 3 chiếc khắp nơi nha. Giờ bọn em đưa ra đây ở đâu là làm đâu vô đó hết. Chưa bán xong, kể cả bán đã khách chuyển đủ tiền rồi nhưng mà bên em vẫn kiểm tra lại, nhất nhất cầu kiết đồ đâu vô đó hết để gửi cho khách nha. Xe rất là đẹp. Em này lên đường. Bây giờ sẽ coi nhất cầu nhất đồ đầy đủ hết rồi gửi cho khách nha. Rồi chào các bác, coi. Rồi chào các bác nha. Rồi chào các bác. Lâu rồi không gặp các bác. Rồi được. Giao con này nha. Isaki TL 4.500. Con này đi gì? To đùng. To đùng rồi. To lắm à. Con này to đùng nha. Lòng cộng bình. Rồi dày video để em ấy lại cục bình rồi. Đó, được rồi đấy. Rất VIP nha. Con Isaki TL 4.500. Con này giao đi Ninh Thuận nha. Con này thì tuyệt đẹp rồi. VIP Pro luôn nha mấy bác nha. Con Isaki TL 4.500. Một bác ở Ninh Thuận đã chuyển tiền đủ cho em thì em cũng gửi cho bác. Con này ráp dàn chảo 6. Đây nha. Rất là VIP. Thôi chốc nữa lời khuôn là em sẽ đâu vào đó em làm thêm một video để cho mấy bác coi. Bên em dàn đâu vào đó hết, bán cho khách. Ráp ngược kiếm thì ráp lại. KTL 4.500 nha. Con máy rất là khô khan, rất là đẹp nghe mấy bác nha. Một con Isaki TL 4.500. Rất là khô khan. Bọn em sẽ thăm nhất, thăm đồ đâu đó hết rồi giao cho khách ở Ninh Thuận. Tuyệt vời. Không có điểm nào đáng chê hết. Bánh lái.